Hello, xin chào tất cả anh chị quay trở lại với kênh ITP Club Channel ha. Ngày hôm nay là ngày kết thúc cuối tuần, cuối tháng và cuối quý 2. Hôm nay chúng ta cũng kết thúc tháng 6 rồi. Thì hôm nay Tùng sẽ đem đến cho anh chị một cái nội dung của cái tuần giao dịch tiếp theo. Tùng sẽ phân tích kỹ cũng như là nhận định cái thị trường chúng ta, những cái kịch bản có thể sẽ diễn ra trong tuần tới chị nhé. Ok, liệu rằng tuần tới có phải là tuần tạo đáy hay không ha? Trong khi cái tuần vừa qua thì phiên cuối tuần trước mình cũng có làm một cái video nhận định thị trường, thì Tùng có đưa cho anh chị một cái kịch bản của nguyên cái tuần vừa rồi là tuần sell out đúng không anh chị? Cú sell out cuối cùng á. Đây để mình mở lại cho anh chị coi ha. Đây, cái này chính là tuần trước một cái nhận định của Tùng đưa ra cho anh chị nè. Nhận định thị trường tuần từ 24 đến 28 là cú sell out cuối cùng. Cú sell out có nghĩa là cái cú rũ bỏ ha. Vậy thì thị trường đã diễn ra cái cú này trong tuần qua với một cái phiên giảm ở đầu tuần ha. Sau đó hồi phục trong 3 phiên và có một cái phiên giảm tiếp tục vào cuối tuần, tức là phiên ngày hôm nay. Thì hiện giờ Tùng đang quay video vào lúc khoảng 11 giờ đêm anh chị. Thì ngày mai mình sẽ phát trong sáng ngày mai thứ bảy để anh chị theo dõi. Nhưng mà thực chất bây giờ là mình đang quay trước vào lúc 11 giờ đêm nha. Ok anh chị. Mọi người đang theo dõi thì nhớ cho Tùng xin một like, một chia sẻ nhé. Ngoài ra thì anh chị nhớ để lại những cái bình luận, những cái cảm xúc của anh chị về thị trường, hoặc là anh chị hãy để lại cho Tùng những cái trái tim vào phần bình luận bên dưới video này ha. Số điện thoại của mình là 0902986119. ID tại SSI là 2758. ID tại Gem là BR8351. Anh chị nếu chưa có tài khoản thì anh chị có thể mở tài khoản mới tại SSI hoặc là Gem ha. Anh chị có thể quét trực tiếp cái QR code ngay phía trên này để mở tài khoản SSI. Hoặc là nếu anh chị đã có tài khoản là SSI hoặc là Gem rồi thì anh chị có thể chuyển về ID của mình ha. Mọi người nhớ liên lạc, nhắn tin qua Zalo với Tùng để Tùng hướng dẫn anh chị các cái quy trình mở tài khoản cũng như là chuyển ID nha. Ok, welcome tất cả anh chị ha. Thì bây giờ mình sẽ nói về cái thị trường trong tuần tới nha. Trước tiên chúng ta điểm qua thị trường ngày hôm nay đi anh chị. Hôm nay chúng ta thấy thị trường có một cái phiên giảm 13 điểm. 13,77 điểm. Đây ha, giảm 13,77 điểm và đóng cửa 1245. 1245 này là may mắn là gọi là rút chân vào ATC anh chị. Chứ còn có những thời điểm nó đạp về đến tận 1240 cơ trong phiên ha. 1240 sau đó thì ATC đóng cửa 1245. VN30 thì hôm nay giảm ít hơn, VN30 chỉ giảm có 10,7 điểm thôi và đóng cửa 1278. Hôm nay chúng ta thấy các cổ phiếu mà tác động theo chiều tăng thì chúng ta có Eximbank, VIT, Vinamilk, SHB, PAU, Masan, GAT, Vinhome. Ở chiều giảm thì chúng ta thấy tội đồ là GVR. Anh chị để ý nha. Chính cái nhóm ngành cao su á, hai phiên trước ha, tức là rơi vào khoảng tầm thứ tư thì cái nhóm cao su là cái nhóm mạnh nhất thị trường, và phiên đó mọi người đang nói là cái cú rất out. Nhưng phiên đó thì mình có cảnh cảnh báo với anh chị là hạn chế đua những cái cổ phiếu rất out giai đoạn này. Mình có nói là 10 mã mà đánh rất out thì 7 8 mã là nó fail rồi đúng không? Và hôm nay anh chị thấy GVR nó quay lại giảm mạnh. Và không phải mỗi GVR mà cả nhóm cao su luôn ngày hôm nay giảm mạnh. Tiếp theo chúng ta có BID, Hòa Phát, FPT, VPBank, HVN, CTG, MB. Rồi, về khối ngoại thì hôm nay họ tiếp tục bán ròng 1.172 tỷ bán ở chứng chỉ quỹ. Tiếp theo là FPT, Techcombank, VPBank. Ở chiều mua thì khối ngoại mua DGC, KDH, FRT với những con số rất là khiêm tốn. Nhìn cái giá trị bán ròng của khối ngoại thì liên tục ha, trong 10 phiên vừa qua là liên tục bán ròng anh chị. Bán rất là nhiều. Về tự doanh ngày hôm nay thì ngược lại là tự doanh quay trở lại mua ròng. Phiên ngày hôm qua như là cũng bán ròng anh chị. Hôm qua mua ròng nhưng mà mua ròng có 11 tỷ thôi, hôm nay tự doanh mua đến 593 tỷ. Tập trung mua ở chứng chỉ quỹ, ngoài ra là cổ phiếu AVF mua đến 150 tỷ. Rồi những cái cổ phiếu như Hòa Phát, KDC, ở chiều bán là FRT, Techcombank,
tuy nhiên giá trị bán thì cũng không đáng kể. Về các cổ phiếu mà có khối lượng giao dịch nhiều nhất ngày hôm nay, chúng ta thấy có chỉ có hai mã xanh thôi, VRE và SHB. Hai mã đánh rất khó chịu ha, thì hôm nay nó lại quay trở lại xanh. Còn đa phần các mã đỏ thì chúng ta thấy là có VPBank giảm 1,8%, Techcombank giảm 0,4%. Techcombank chỉ thấy là kéo rất ảo trong ATC, tức là trong phiên giao dịch có những thời điểm giảm rất mạnh ha, giảm về bên dưới 22 mấy, mình không nhớ, 22 22 chấm mấy gì đó, nhưng mà vào ATC thì lại kéo lên 23,35, giảm có 0,4% thôi, rất là ảo. Rồi chúng ta có nhóm thép thì Hòa Phát giảm 1,9%, Hoa Sen giảm đến 3,8%. Nhóm chứng khoán có đại diện là SHS giảm đến 2,9%, VAX giảm 2,4%. Bất động sản có đại diện là TCH giảm 2,3%. Thì anh chị thấy cái mức giảm ngày hôm nay thì đâu đó là không phải là những cái mức giảm quá mạnh ha. Chỉ có một vài cổ phiếu như là nhóm cao su phiên trước thì tăng mạnh, phiên nay thì giảm mạnh. Còn lại đa phần các cổ phiếu liên quan đến thị trường á, thì ngày hôm nay chúng ta thấy là có giảm, nhưng mà đâu đó giảm từ 1 đến 2% là phần nhiều, không phải giảm quá mạnh. Tuy nhiên cái mức giảm như này và kéo dài thời gian qua nó gây ra sự khó chịu rất là lớn đối với nhà đầu tư lúc này. Tức là mỗi phiên nó cứ giảm một ít, nó tạo ra khó chịu cực kỳ luôn chị ha. Đối với thị trường thế giới lúc này là 11 giờ 10 phút, thì hồi nãy mình thấy công bố cái tin liên quan đến Fed anh chị, liên quan đến thước đo lạm phát của Fed, thì vừa công bố cái chỉ số PCI loại thì vừa ghi nhận là mức tăng yếu nhất trong 3 năm trở lại đây. Đó. Tức là so với tháng trước thì chỉ số PCE loại đối với riêng nhóm năng lượng và thực phẩm thì chỉ tăng 0,1%. Còn so với cùng kỳ thì PCE loại mà trừ đi năng lượng và thực phẩm á, thì là tăng 0,1%. Còn nếu mà so với cùng kỳ thì tăng 2,6%, thấp hơn 2,8% của tháng 4. Và cái mức 2,6% này là mức tăng yếu nhất kể từ tháng 3 năm 2021. Thì với những cái chỉ số này được công bố ra thì mức tăng yếu nhất trong vòng 3 năm. Cho nên nhà đầu tư và các chuyên gia người ta sẽ kỳ vọng là cái việc này nó sẽ củng cố khả năng Fed sẽ giảm lãi suất vào tháng 9 năm 2024 chị. Tức là sẽ giữ nguyên lộ trình giảm giữ nguyên lộ trình giảm lãi suất hai lần. Hai lần ha. Lần đầu thì có thể rơi vào tháng 9 năm 2024. Đó là cái câu chuyện mà kỳ vọng tích cực. Thì đối với cái việc mà cái tin vui của Fed ra như vậy á, thì chúng ta thấy có những thời điểm lúc nãy anh chị mình quan sát là thấy Fed tăng để, Dow Jones tăng đến hơn 200 điểm, nhưng mà lúc này hạ nhiệt thì chỉ còn khoảng 10 điểm thôi, hồi nãy tăng hơn 200 điểm. Thì vậy thì chúng ta phải chờ đến kết phiên ngày hôm nay để coi Dow Jones nó cuối cùng là nó vẫn duy trì được đà tăng hay không, hay là lại quay lại đỏ điểm ha. Đối với tình hình châu Á lúc này á, thì bốn chỉ số đại diện thì hai chỉ số đang nghiêng về đỏ, hai chỉ số tăng xanh. Châu Âu thì bốn chỉ số thì chỉ có một chỉ số nghiêng về xanh thôi, còn lại ba chỉ số là đỏ. Dow Jones thì lúc này chỉ đang tăng nhẹ thôi, 10 điểm. Giá dầu thì đang quanh cái vùng 81,7 đô. Rồi, chúng ta đi vào cái nội dung phân tích kỹ thuật anh chị nhé. Thì đầu tiên nhìn Dow Jones á, đây anh chị nhìn này. Thì theo mình đánh giá là để Dow Jones giai đoạn này mà giảm thì nó sẽ không giảm nhiều. Tại vì cái hỗ trợ sau khi vượt lên trở lại thì cái hỗ trợ bây giờ là vùng 38.800 và cái vùng 38.900, đây là hai vùng hỗ trợ khá cứng của Dow Jones. Cho nên theo mình đánh giá là nếu trường hợp xấu nhất thì nó test về cái vùng đó thôi. Và chủ yếu là xu hướng của Dow Jones nó sẽ đi ngang là chính anh chị, đi ngang tích lũy á, hôm trước mình nói với anh chị rồi. Lên sau đó sẽ điều chỉnh xuống đi ngang ha, xu hướng đi ngang. Thì như vậy thì sắp tới thì khi mà Dow Jones đi ngang á, thì trong ngắn hạn, đặc biệt là trong tuần sau, thì khả năng là nó sẽ không có tác động gì lớn đến thị trường chúng ta. Tức là Dow Jones nó sẽ không xấu trong tuần sau chị ha. Vậy thì quay trở lại với thị trường chúng ta ha. Lúc này á,
chúng ta thấy chỉ số tâm lý của chúng ta bắt đầu ngoặt xuống. Tuy nhiên thì vẫn chưa phải là ở cái mức tâm lý hoang mang lo sợ. Nhưng mà rất nhiều cổ phiếu lúc này anh chị, rất nhiều cổ phiếu lúc này nó đang ở những cái trạng thái cực kỳ là hoảng loạn luôn. Đây, ví dụ như nhóm chứng khoán. Nhóm chứng khoán là một cái nhóm mà lúc này chưa có quá nhiều dấu hiệu tạo đáy. Nhưng nó đang có một cái chỉ số tâm lý là anh chị thấy. Những cái vùng này trước đây á, khi mà chỉ số tâm lý nó rơi vào hoang mang á, thì sao? Nó tạo đáy. Nó tạo đáy ở đâu đây? Cho nên mình cũng rất kỳ vọng là những cái phiên tới nhóm này nó sẽ tạo đáy đâu đây anh chị ha. Đó, khi mà hai cái chỉ số này nó rơi vào cái vùng hoang mang hoảng loạn, nhà đầu tư không chấp nhận nắm giữ nữa mà sẵn sàng bán cắt lỗ, thì lúc đó có khả năng là nó sẽ tạo đáy. Đó, và anh chị thấy cứ mỗi phiên đạp thì thanh khoản cao lên. Tuy nhiên có một điều là phiên ngày hôm nay đạp thanh khoản cao lên, nhưng mà nó vẫn so với những cái giai đoạn trước đây thì nó vẫn gọi là thanh khoản thấp. Thì như vậy thì áp lực cung nó cũng không còn quá nhiều nữa anh chị ha. Tức là giống như cái cú này á, nó là một cái cú tiếp diễn của cái phiên thứ hai đầu tuần, và cái cú ngày hôm nay á, cái lực cung nó không còn nhiều nữa. À, thì vì vậy thì chúng ta có thể là chúng ta sẽ kỳ vọng được nhiều hơn anh chị ha. Thứ nhất là chúng ta đang thấy cái nhóm ngày hôm qua là cái nhóm bất động sản có khả năng là đang manh nha tạo đáy. Cái nhóm tiếp theo, nếu mà nhóm chứng khoán mà có vẻ tạo đáy được thì thị trường nó sẽ ổn trong tuần tới. Đó, trước mắt là như vậy ha. Cho nên chúng ta kỳ vọng là những cái nhóm như vậy, và kể cả nhóm ngân hàng nữa anh chị. Nếu mà ba cái nhóm này có nhiều cổ phiếu có vẻ tạo đáy thì thị trường sẽ ổn và chúng ta không phải lo. Mặc kệ là những cái nhóm ngành khác có thể là sẽ tiếp tục điều chỉnh. Ví dụ như thép có thể tiếp tục điều chỉnh, tại vì thép vừa rồi tăng, chứng khoán chưa tăng, à, đúng không? À, rồi à, bất động sản chưa tăng. Đa phần các cổ phiếu thị trường giai đoạn vừa rồi đều giảm theo thị trường chung. Anh chị ha, chứng khoán này, bất động sản này, ngân hàng này. Chỉ có mỗi thép là tăng thôi, thì đến bây giờ thép điều chỉnh là bình thường. Thì có thể tuần sau thép sẽ tiếp tục điều chỉnh. Và một số cái nhóm ngành mà tăng vừa rồi á, thì có thể sẽ tiếp tục điều chỉnh, ví dụ như nhóm công nghệ, rồi nhóm vận tải cảng biển. Đó, ví dụ là những cái nhóm như vậy, hoặc là dệt may anh chị, đều là những cái nhóm mà tăng mạnh giai đoạn vừa rồi, có thể giai đoạn sắp tới nó sẽ chỉnh. Kể cả những cái nhóm như là hóa chất phân bón, anh chị cũng hết sức chú ý, có thể là nó cũng sẽ chỉnh ha. Đó, thì giai đoạn tới dòng tiền có thể là sẽ nhảy ra khỏi những cái nhóm đó để vào lại những cái nhóm ngành cổ phiếu thị trường. Đó, thì mình hy vọng là những cái nhóm thị trường nó sẽ tạo đáy. Lúc đó thị trường nó sẽ tốt hơn. Rồi, thì nói về cái kịch bản thị trường đó, lúc này chúng ta đang thấy là cái vùng mà khách sạn tuần anh chị thấy ghê gớm không? Khi mà khách sạn tuần nó xuất hiện, mình có nói với anh chị là cái tác động của tuần nó rất mạnh đúng không? Và khi mà khách sạn tuần nó mở cửa ra, nó là hút thị trường về. Thì chỉ có một cái điều là khách sạn thì nó ở đến tận 1.236 cơ. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta mới về có 1.240, tức là cách cái vùng 1.236 nó khoảng tầm 4 điểm nữa. Nhưng mà mình có nói với anh chị là 1.236 cộng trừ đúng không? Tức là từ 1.230 đến 1.240 là cái vùng chúng ta bắt đầu xem xét mua dần, nếu anh chị đang ôm tiền. Đúng không? Còn nếu mà anh chị đang ôm một nửa hàng, một nửa tiền thì chúng ta chờ, có thể là đến phiên thứ hai sẽ là thời điểm mua hợp lý. Nhưng mà nếu ai mà đang ôm quá nhiều tiền thì ngày hôm nay đã có thể mua được rồi anh chị ha, gom dần được rồi. Rồi vậy thì đối với quan điểm của mình á, anh chị thấy không? Nè, những cái hình đã vẽ thì bây giờ nó đã về lại bên dưới luôn. Nó về lại đúng bên dưới luôn chị. Thì đối với những cái gì mà chúng ta vẽ khi mà nó về đây thì chúng ta có tự tin không anh chị? Chúng ta tự tin. Ngoài ra ở đây ngoài cái hỗ trợ giao găm, hỗ trợ mây, thì nó sẽ còn cái hỗ trợ của đường trendline. Cho nên mình đánh giá là để mà thị trường rủi ro thủng qua cái mốc này trong lần đầu tiên rơi về thì mình đánh giá không cao cái việc thủng. Vì vậy anh chị có thể chú ý
nếu sáng thứ hai cái kịch bản là giảm về 1230 cho đến 1236, tức là giảm tiếp một chút nữa, anh chị có thể canh mua vào ha. Nó chạm cái đường màu đỏ ở dưới này, hay là để mình đổi nó thành màu trắng nha anh chị dễ nhìn. Đây, tức là nó chạm cái đường trendline màu trắng này thì là cái vùng mà anh chị có thể xem xét mua đối với thị trường chung. Thì phiên thứ hai nếu thị trường chung mà nó tiếp tục giảm đầu phiên thì là ok nhất, thì chúng ta dễ xử lý nhất, tại vì bắt đầu tầm chiều thứ hai có thể là nó sẽ có một cái lực hồi của khách sạn khung đồ thị giờ anh chị, có thể là khách sạn khung giờ nó sẽ kéo lên, cho nên cái cửa để thị trường hồi phục vào phiên ngày thứ hai tương đối cao. Rồi, vì thế cái kịch bản xử lý trong phiên thứ hai đó là nếu cổ phiếu tiếp tục giảm theo thị trường chung, và nếu thị trường chung giảm về 1230, 1236, cổ phiếu tiếp tục giảm về cái vùng tương ứng thì chúng ta có thể canh mua vào T0 đối với hàng có sẵn anh chị ha. Ưu tiên hàng T0 đối với hàng có sẵn. Ngoài ra theo mình đánh giá về vùng này chúng ta có thể mua T cộng luôn một số cổ phiếu. Vậy thì bây giờ tí nữa mình sẽ nói cho anh chị một số trường hợp có thể mua được ha. Thì trước mắt anh chị nhớ giúp mình là cái nhịp này á, nếu anh chị mua mới á, anh chị chưa nên mua full hàng vội, tại vì chúng ta sẽ phải chờ đến khi nào mà cổ phiếu nó xác nhận tạo đáy xong, cũng như là thị trường chung nó xác nhận tạo đáy xong, thì lúc đó chúng ta mới full hàng. Đây anh chị nhớ nha, cái giai đoạn năm năm ngoái 2023 này, có những thời điểm thị trường nó cũng rơi bò tùng sẹo về dần dần như vậy. Đây, những cái giai đoạn này khi mà thị trường nó rơi về những cái vùng bên dưới này thì nó phải hồi phục lên và sau đó nó tạo được cái đáy hai anh chị. Thì khi mà xuất hiện đáy hai đó mới là thời điểm mà chúng ta full hàng. Thì mình đang nói đây là đối với trường hợp anh chị mua mới ha. Cho nên nếu anh chị T0 thì quá dễ, phiên thứ hai anh chị mua sau đó chờ hồi lên, anh chị cứ bán phần T0 đi, rồi chờ nó có đáy hai anh chị lại mua lại cái phần đó cho đủ hàng, đúng không? Còn đối với cái phần mua mới thì cũng tương tự, cái vùng này là cái vùng mà anh chị mua trước một phần, sau đó khi nào có đáy hai thì mình sẽ báo anh chị mua gia tăng. Đấy, thị trường trước khi bước vào một con sóng mới ha, nó cũng tương tự, và anh chị thấy là có những cái nhịp nó giảm đúng không? Cái nhịp giai đoạn này nó giảm tương tự với cái giai đoạn mà tháng 4 năm 2023, tức là hơn một năm về trước, nó cũng giảm rất là khó chịu và nó giảm theo kiểu bò tùng sẹo, giảm từ từ, và nhiều cổ phiếu nó rơi vào vùng quá quá chửi chị, quá chửi. Để mình coi những cái cổ phiếu giai đoạn đó nhé. Đó, nó đều rơi về gần cái vùng quá chửi, người ta chửi khá nhiều thì lúc đó nó mới tạo đáy đi lên. Đó, thì giai đoạn đó thị trường chung nó cũng không có phải là cái vùng quá chửi quá ha. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ chờ thị trường chung nó có cái đáy hai vậy. Rồi, vậy thì mình sẽ kỳ vọng là trong tuần tới thị trường sẽ đầu tuần sẽ tạo cái đáy một và cuối tuần tạo được cái đáy hai. Thì đây là cái kỳ vọng của mình. Chưa biết được hay không. Rồi, hôm nay là phiên kết tuần, kết tháng, kết quý cho nên đối với khung đồ thị tuần thì chúng ta vẫn đang có hỗ trợ quanh 1236 đó. Rồi, trường hợp mà thủng 1236 về dưới 1200 thì đó là cái vùng mà chúng ta có thể mạnh dạn mua nhiều hơn. Nếu trường hợp xấu nhất xảy ra thì mình đánh giá là vẫn có khả năng về đến 1200 cho đến 1205. Nhưng trước mắt anh chị, trước mắt nếu rơi về 1200 nó sẽ là cái nhịp rơi sau. Còn cái nhịp trước này á, cái nhịp gần nhất bây giờ á, khi nó rơi về cái vùng 1230 cho đến 1236 nó cứ phải hồi trước cái đã. Hồi trước xong rồi đạp sau. Đó. Thị trường gần đây anh chị thấy không? Cứ đạp một cây sau đó nó phải hồi vài cây rồi nó mới đạp tiếp, rồi hồi đạp tiếp. Thì nếu mà phiên thứ hai nó đạp đầu phiên thì theo mình đánh giá là những phiên sau đó có thể nó sẽ hồi. Còn nếu mà thủng 1000 thủng 1230 để về 1200 thì lúc đó mình đánh giá sau. Nhưng mà theo mình đánh giá thì để mà thị trường về 1200 lúc này á
thì mình đánh giá xác suất không cao. Theo mình đánh giá thì vẫn là cái vùng biên giới quanh 1230, 1240 này sẽ là cái vùng thị trường tạo đáy anh chị ha. Đây là cái đánh giá của Tùng nhé. Đó, dĩ nhiên là vẫn có những cái trường hợp nó rơi xuống sâu hơn, nhưng mà theo mình đánh giá là nếu có rơi thì nó phải là nhịp sau. Còn cái nhịp tuần tới đầu tuần thì chúng ta cứ tập trung canh mua ở cái vùng 1230 đến 1236. Sau đó chúng ta đánh giá lại thị trường sau anh chị. Thì khi mà mua ở vùng này thì chúng ta chờ cả tuần rồi. Đáng lẽ phiên thứ hai đạp như vậy thì mình chờ là phiên thứ ba đạp luôn đúng không? Để mình mua ngay từ phiên thứ ba. Nhưng mà nó chờ mãi nó không đạp luôn mà đến ngày hôm nay nó mới đạp. Mà ngày hôm nay cũng chưa đạp dứt khoát, cho nên nếu thứ hai có đạp tiếp về cái vùng 1230, 1236 anh chị nhảy vào mua ngay cho mình. Ha, anh chị nhảy vào mua ngay. Nhớ giúp mình ưu tiên hàng có sẵn, có con nào thì mua con đó. Ưu tiên những cái nhóm như là chứng khoán, rồi thậm chí là có thể bất động sản, rồi thép. Đó, ba cái nhóm đó. À, cả dầu khí nữa anh chị ha, bốn nhóm đó. Tức là nếu mà anh chị đang có hàng mà kẹp hàng của bốn nhóm đó, khi nó chỉnh vào phiên thứ hai đầu phiên anh chị canh mua vào tới không, thì nếu mà trường hợp mà ok á thì có thể nó sẽ quay lại 1260 anh chị ha, ít nhất là từ 1255 cho đến 1260 sẽ là cái vùng mà thị trường hồi được, à, sau khi mà có cái đáy đầu tiên đầu tuần tới anh chị nha. Đó, thì lúc đó chúng ta sẽ bán cái phần T không đó ra rồi. Còn điểm mua mới T cộng thì cũng tương tự, khả năng là chúng ta sẽ có một số cổ phiếu có điểm mua, nhưng mà ví dụ mua phiên thứ hai thì thứ tư hàng về thì anh chị em cũng sẽ tùy anh chị ha, cân nhắc chốt lời rồi. Khi nào mà thị trường có cái đáy hai thì lúc đó mình sẽ báo anh chị vào, ai chưa đủ hàng thì vào full hàng, ai bán rồi thì mua lại ha. Ai bán T cộng rồi thì sẽ canh mua lại để nắm giữ, ai bán T không rồi thì sẽ canh mua lại cho full hàng. Rồi, đó là những cái mà chúng ta chia sẻ đối với kịch bản thị trường như vậy. Thì theo mình đánh giá là sáng thứ hai nó sẽ tiếp cái đà quán tính, nó đạp xuống một chút nữa, sau đó có thể từ phiên chiều trở đi nó hồi ha. Rồi, đó là cái kịch bản của thị trường. Còn bây giờ chúng ta sẽ soi qua các cổ phiếu nhé. Đầu tiên là hôm qua chúng ta thấy là nhóm bất động sản là nó có dấu hiệu tạo đáy. Tuy nhiên hôm nay thị trường xấu thì các mã bất động sản nó cũng điều chỉnh về. Nhưng mà thực ra là nó đều là những cái phiên mà gọi là có thể là tiếp tục test đáy thôi. Xong rồi nó sẽ đi lên từ từ. Cho nên mình đánh giá là đối với nhóm bất động sản lúc này chúng ta cũng không quá lo ngại ha, trong phiên thứ hai. Novaland thì hơi yếu anh chị. Tuy nhiên thì nếu phía thứ hai mà Novaland nó không có thủng cái mốc là 13.1 thì anh chị cứ yên tâm là từ từ nó sẽ đi lên lại quanh cái ngưỡng tầm 14.2. Lúc đó anh chị nhớ hạ tỷ trọng ha. Đất xanh cũng khá giống DG. Đấy, chiều hôm nay đạp về quanh cái đáy cũ bên đây luôn. À, là quanh cái vùng giá 15.6. Còn cái vùng giá 15.6 thì đối với con đất xanh này, những cái vùng này anh chị nào mà muốn mua, anh chị nào theo trường phái bắt đáy muốn mua thì anh chị mua được. Anh chị mua quanh cái ngưỡng này, quanh cái ngưỡng 15.5, 15.6 này. Tuy nhiên thì nếu ngắn hạn thì cũng sẽ không kỳ vọng nhiều, kỳ vọng lên được khoảng một giá thôi, lên khoảng 16.5 thôi và chúng ta sẽ bán. Đó. Thì đối với những cái cổ phiếu tạo đáy này thì chúng ta vẫn nên ưu tiên mua T0 anh chị nhé. Những cái cổ phiếu mà nằm gần cái đáy cũ á, thì chúng ta ưu tiên mua T0 hàng có sẵn thôi để chúng ta hạ giá vốn xuống. Còn đối với những cái cổ phiếu mà anh chị mua T cộng á, thì tí nữa mình nói sau. Chứ còn những cái con nằm gần đáy này anh chị đừng có ưu tiên cho việc mua T cộng, tại vì nó hồi yếu lắm, nó sẽ hồi từ từ. Sell sell thì hơi khó đánh giá chị, tại vì con này nó vẽ nến quá. Theo mình thì đối với sell thì chúng ta không nên mua T cộng. Còn T không thì anh chị canh cái vùng của thị trường đó, 1230, 1236 á. Rồi. KDH thì ưu tiên mua T cộng được nữa anh chị. Nếu mà phiên tiếp theo
KTH nó nhúng sâu hơn về quanh cái ngưỡng 36 là anh chị có thể mua tới cộng được. Nam Long cũng tương tự này, cái ngưỡng hỗ trợ 40.5 khá là cứng luôn là anh chị. Nếu mà phiên thứ hai nó đạp nhẹ về 40.5 hoặc là thậm chí gần 41 cũng được, anh chị cũng có thể mua được. Nam Long khá cứng. Hà Đô tương tự nhé, quanh cái ngưỡng 27 đến 27.3 mua được, mua T cộng được. HDC thì nó giống như mấy cổ phiếu bất động sản kia. Đối với mình thì con HDC này nó cũng khá tốt, nhưng mà mình không có mua bây giờ, mình sẽ chờ nó vượt, khi mà nó vượt qua được cái cản dấu găm anh chị. Chừng nào nó vượt trở lại trên cái vùng 30.5 á, lúc đó mình sẽ mua. Bây giờ thì chưa mua. Rồi, đó là nhóm bất động sản ha. Tiếp theo là chúng ta thấy cái nhóm chứng khoán tương tự đây. SSI nó cũng quay về gần cái vùng đáy cũ rồi, thì hôm trước mình có vẽ cho anh chị là từ vùng 33 đến 34 là cái vùng mà anh chị bắt đáy, đúng không? Thì sáng thứ hai anh chị có sẵn hàng con này, anh chị có thể canh T0 được. Sáng thứ hai canh cái giá thấp nhất của nó để múc T0. Sau đó thì nó sẽ có khả năng hồi lên lại cái vùng 34.7 cho đến 35.3. Đó là cái vùng chị bán ra. Đối với anh chị mà có ý định mua T cộng thì mình nghĩ những con này thì anh chị cũng không cần phải mua T cộng, tại vì nó gần đáy, hồi nãy mới nói xong. Nhưng mà đối với anh chị nào mà có ý định gom nắm dài trung hạn đó, thì cái vùng quanh 33 đến 34 này anh chị có thể gom dần được. Gom trước một phần thôi, khi nào mà có đáy hai thì mình sẽ nói anh chị mua tiếp sau. Đó, tại vì thực ra những con này, những con mà đang quay về gần đáy cũ này á, cũng giống như cái nhóm bất động sản đó, nó sẽ mất nhiều thời gian đi lên lại. Vậy đối với nhóm chứng khoán đại diện là SSI, nó sẽ mất nhiều thời gian đi lên lại, ít nhất là 2 tuần để đi lên lại. Nó sẽ đi lên từ từ chậm chậm, đi lên được nhưng mà từ từ chậm chậm. HCM cũng tương tự này, cái vùng mình vẽ cho anh chị là từ 25 đến 26, hôm nay là cái điểm mua số 1 của HCM. Cái cách mua T0 thì cũng tương tự SSI mình mới nói ha, hoặc là T cộng ở đây. FTF đây, FTF về gần cái vùng 39 đến 39.5 rồi. Thứ hai là anh chị canh mua đẹp ha. MBS thì quanh cái ngưỡng 30 nè anh chị. Đó, phiên thứ hai mà có giá 30 là nhảy vô mua được. CTS cũng vẽ sẵn đây rồi, cái vùng quanh 36.5 này. Đó, chỉ cần nhúng nhẹ xuống cái là múc. VDS thì cái hỗ trợ của nó quanh 20.3 khá 20.2 20.3 khá cứng. Tuy nhiên nếu mà thứ hai mà nó nhúng nha anh chị. Nếu nó nhúng về quanh 19.5 anh chị có thể mua 19.5. Nếu nó không nhúng về 19.5 được thì anh chị mua trên 20.3 cũng ok ha. Con này thì mình cũng chỉ view T cộng trước mắt thôi, lên quanh cái ngưỡng tầm 21.7 22 bán. VCI thì giống khá giống SI thôi, và VCI thì nó đang có dấu hiệu tạo đáy tốt hơn, sắp tới kỳ vọng hồi lên tầm 47 cho đến 47.8. VND là cổ phiếu gần như là yếu nhất cái nhóm chứng khoán lúc này. Tuy nhiên ngày hôm nay mình đang thấy là có dấu hiệu nó tạo phân kỳ ở đây chị. Đối với VND có dấu hiệu tạo phân kỳ ở đây. Cho nên mã này đến bây giờ ai đang có hàng thì đừng có bán nữa. Và thậm chí là nếu mà anh chị đang có hàng á, chỉ cần phiên giao dịch tiếp theo mà cổ phiếu tăng xanh á, thì anh chị cố gắng canh cái giá xanh tốt nhất để anh chị vào mua T0. Tại vì sau khi xuất hiện phân kỳ thì cơ hội hồi của nó khá cao. BSI một số anh chị hỏi, nhưng mà quanh cái ngưỡng 50 này cũng là cái ngưỡng mua được. Từ 49 đến 50 này là cái ngưỡng anh chị có thể mua được. Đánh T cộng ha. Mục tiêu của nó là lên tầm 53.5 đến 54.5. Đó là đối với cái nhóm chứng khoán ha. Nhóm thép hôm trước mình có nói với anh chị là nó cũng có khách sạn đúng không? Rõ ràng là mọi người cứ đu Hòa Phát phía trên, nhưng mà mình có nói là khách sạn nó sẽ làm cho thép điều chỉnh. Hôm nay Hòa Phát đã giảm đến 1,9%. Thì dự kiến là đến phiên tiếp theo, nếu Hòa Phát mà có giá quanh 20,
7 cho đến 28, đó là vùng anh chị có thể xem xét mua được. Nhưng mà cố gắng càng thấp càng tốt, mình nghĩ là có khả năng nó sẽ về đến tận 27.5. Sẽ là cái điểm mua đầu tiên cho anh chị ha, đối với con Hòa Phát này. Hoa Sen thì vẫn còn khá xa, mình nghĩ là Hoa Sen anh chị nên chờ để mua tiếp. Nam Kim thì hôm nay thủng hỗ trợ rồi anh chị, tạm thời cổ phiếu này là anh chị không nên mua nữa. Chờ khi đến khi nào mà nó vượt trở lại trên 24 thì anh chị mua. Cho nên tạm thời đối với Nam Kim là chúng ta sẽ chưa nên mua vội. Một số anh chị nào mà lỡ mua quanh cái ngưỡng 24 rồi thì anh chị cứ yên tâm, tại vì sắp tới kiểu gì nó sẽ cũng quay lại 24, 24.2. Có thể là mất nhiều thời gian hơn thôi, nhưng mà nó sẽ quay lại ha. Cho nên anh chị nào có hàng rồi anh chị cứ yên tâm. Hoặc là sáng thứ hai nếu mà anh chị thấy nó đạp theo thị trường chung á, về 1230, 1236, chị có thể quy ra cái giá Nam Kim thời điểm đó để anh chị mua T0 vào. Rồi, những cái mã thép khác thì SMC chưa chỉnh mấy ha, chưa mua được. VGS thì khá giống Hòa Phát, canh từ vùng 31 đến 32, khá giống con Hòa Phát. Con này anh chị canh được. Rồi TVN thì cũng tương tự, quanh cái vùng từ 7.5 cho đến 7.7. 7.5 đến 7.7. Ok, tiếp theo là nhóm dầu khí ha. Nhóm dầu khí PVS hôm nay vẫn giữ được quanh cái hỗ trợ 40.6 vậy. Nhưng mà với cái đà này á, nếu mà thứ hai theo mình đánh giá có thể thứ hai PVS nó sẽ nhún xuống một chút, sau đó nó sẽ rút chân lên. Thì đối với PVS thì cũng có thể xem xét mua vào sáng thứ hai được. Nếu nó nhúng sâu thêm thì anh chị có T0 thì mua T0. Còn đối với anh chị nào mà muốn ý định mua mới thì mình nghĩ là chắc ăn hơn. Anh chị nên chờ nó vượt trở lại trên 40.7. Lúc đó anh chị hãy mua. PVD thì điểm mua T0 quanh cái vùng mình đánh giá này. Đó, đánh giá sẵn đây rồi. Quanh cái vùng từ 28.5 cho đến 29. Vùng này là vùng mua PVD rồi. Rồi PVB thì có cái hỗ trợ quanh vùng giá 26 ha. Cho nên phiên thứ hai nếu nó về 26 chị cũng mua được. Đó, những cái cổ phiếu này thì trước mắt chúng ta chỉ view T cộng thôi. Mua 26 thì lên đến tầm 27.5 cho đến 28.5 thì chốt lại. Rồi một số nhóm đại diện khác như là nhóm ngân hàng. Nhóm ngân hàng thì gần như có thể là Vietcombank nó sẽ sớm tạo đáy ở đây nè chị. Chưa thấy cái tín hiệu rõ ràng. Tuy nhiên theo mình thì có khả năng là quanh cái ngưỡng 85 này sẽ là cái ngưỡng. Quanh ngưỡng 85 này có thể là sẽ là cái ngưỡng đáy của Vietcom. Nhưng mà chúng ta phải chờ tín hiệu tạo đáy rõ ràng hơn ha. BID thì cái hỗ trợ gần nhất 45 nó bắt đầu phá vỡ rồi. Thì tiếp theo có thể là hỗ trợ quanh cái vùng 40.5 41 anh chị. Cũng không biết nó về tới đây đâu. Thì nếu mà trong trường hợp về được 40.5 cho đến 41 á thì anh chị cứ cứ canh mà mua nó thôi, về đến đây là quá đẹp để mua. Hoặc là trong trường hợp thứ hai là nó không về được 40.5 41 mà nó tạo đáy ở quanh cái ngưỡng 43 thì chúng ta phải chờ đến khi nó tạo cái đáy xong. Lúc đó mới vào mua được, còn bây giờ hiện tại nó chưa có đáy. Cho nên không mua được lúc này nha. Rồi CTG thì hỗ trợ 30.5 31. Vùng đó chỉ có thể xem xét mua được. Techcombank, đây, Techcombank hôm nay rút chân từ 22.5 mà rút chân khá đẹp và ATC. Tuy nhiên mình nghĩ là đối với anh chị đang có hàng đó, anh chị nên bán. Mặc dù hôm nay nó rút chân đẹp nhưng mà nên bán. Thì căn phiên thứ hai bán ở cái vùng từ 23.8 cho đến 24.5. Rồi Sacombank thì hôm nay là chính thức thủng cái hỗ trợ rồi, cho nên đối với cổ phiếu này tạm thời sẽ không nên mua anh chị nhé. Con này sắp tới chúng ta vẫn để ý được, nhưng phải chờ đến khi nào nó vượt trở lại trên 29.4 á thì lúc đó mới mua. Còn những cái vùng dưới này thì mình nghĩ là không nên mua. Nó giống như Tiên Phong đó, anh chị thấy từ lúc mà nó thủng hỗ trợ đến bây giờ thì nó cứ đâm đầu hoài,
cho nên những cái vùng biên dưới này chúng ta không nên mua vội. Tuy nhiên con Tiên Phong sắp tới nếu nó vượt trở lại trên được cái mốc 17.5 thì lúc đó chúng ta có thể mua. Còn dưới 17 năm thì không mua làm gì ha. Tại vì chưa biết đáy nó ở đâu. Rồi SHB của Bầu Huyền đó, sau khi gãy dao găm thì nó đang hồi lại. Thì trước mắt hồi lại cái vùng này thì anh chị nhớ canh bán. Cái vùng quanh 11.5 cho đến 11.7 anh chị nhớ canh bán. VB Bank thì rất nhiều người đánh giá gần đây, tuy nhiên thì mình thấy cái lối đánh của VB Bank nó không có đẹp nữa lắm, cho nên khả năng cổ phiếu này nó cần tích lũy thêm thì đi nó mới ổn hơn. Chứ còn bây giờ mà để mà mua VB Bank đó, thì có thể là anh chị sẽ phải nắm giữ thời gian kiên nhẫn và thời gian dài anh chị ha. Thì nếu mà anh chị chấp nhận được cái điều đó thì chúng ta có thể canh mua cái vùng quanh 18.5, mua một phần và chờ khi nào mà gia tăng sau thì mình báo sau. Nói chung là muốn gia tăng là nó cần phải có hai cái đáy rồi. Đó là nhóm ngân hàng ha. Những cái nhóm khác, ngân hàng thì mình mới thấy sơ sơ những cái cổ phiếu như vậy thôi. Những cái nhóm khác, ví dụ như nhóm bán lẻ thì mình thấy cái nhóm bán lẻ đang khá là rủi ro. Ví dụ như Thế Giới Di Động đang khá là rủi ro, chị em không nên mua ở đây. Tuyệt đối là chúng ta không nên mạo hiểm để mua lúc này. Còn để mà bán, anh chị đang có hàng thì anh chị nhớ là nếu thủng 61.9 thì anh chị cần phải bán. Rồi Maxan. Maxan thì hỗ trợ quanh cái vùng 73 ha. Anh chị coi là nếu mà phiên thứ hai nó có test về quanh cái ngưỡng 73 anh chị mua được. Con PET, PET thì tạm thời ở đây là đang yếu, tuy nhiên nó đang có cái hỗ trợ. Nếu mà PET mà đạt về cái hỗ trợ dao găm vàng là bên khung tuần như thế này thì quá tốt. Hỗ trợ là 25.7. Cho nên đối với con này nha, sẽ có hai cách mua anh chị. Một là nó đạt về 25.7, 26 giống như ngày hôm nay nè, thì anh chị sẽ mua ở đó. Còn cái cách thứ hai á, là chúng ta phải chờ vượt trở lại trên cái cản 27.6 này thì chúng ta mới mua. Đó. Một là giảm sâu hơn nữa thì mới mua, hai là nổi lần bần lên trên thì sẽ mua sau. Rồi, đó là một số các cổ phiếu bán lẻ ha. Thì tóm lại là đây là những cái cổ phiếu mà mình thấy có khả năng là anh chị quan sát trong giai đoạn tới được. Còn đối với những cái nhóm mà tăng nóng thì chúng ta tạm thời không nên theo vội anh chị. Tại vì ngày hôm nay chúng ta thấy rất nhiều cổ phiếu rất ao sòng pheo đúng không? Đó, con DRC của nhóm cao su này mới cách đây 2 hôm còn tăng tím, hôm nay thì quay lại trở lại năm sàn. Cho nên giai đoạn vừa rồi mà anh chị thấy cái kinh nghiệm mà mình chia sẻ bên anh chị nhớ không? Mình có nói là nếu mà mua mua trước xong rồi chờ nó rất ao thì ok. Thì lúc đó T cộng hàng về anh chị có lại. Nhưng mà anh chị cứ chờ cái phiên rất ao chị đua là xong rồi hàng về cắt lỗ. Đó, bữa giờ 10 mã thì đến 10 10 mã rất ao thì có đến 7 8 mã là fail anh chị ha. Rồi, ok, vì vậy cho nên chúng ta chú ý một số các cái cổ phiếu mà mình đưa ra lúc nãy ha. Còn sẽ còn nhiều cổ phiếu chúng ta có thể là canh được trong phiên tuần tới. Trong trường hợp mà thị trường rơi về 1230 cho đến 1236 thì mình nghĩ là sẽ có nhiều cổ phiếu có điểm mua. Cho nên anh chị có thể là trao đổi với Tùng ha, nhắn tin cho mình để tham gia vào các cái room VIP. Tùng sẽ hỗ trợ cho anh chị ha. Số điện thoại là 0902 986 119. ID tại SSI là 2758, ID tại GEM là BR8351. Ok, welcome tất cả anh chị ha. Hôm nay làm video lúc này cũng hơi khuya rồi, gần 12 giờ rồi. Thì thôi Tùng cũng xin off, video như thế này là nó cũng đủ dài rồi ha. Tóm lại là thứ hai, nếu mà theo cái kịch bản như mình nói trong video này, anh chị có thể xem xét hành động. Nhớ rằng ưu tiên hạ giá vốn hàng có sẵn.
sau đó còn rủ đỉnh tiền thì mới mua cổ phiếu T cộng anh chị ha. Ok, xin cảm ơn mọi người đã theo dõi. Chúc anh chị có 2 ngày nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ, tràn đầy năng lượng. Lúc này ai cũng đang lo sợ, nhưng hy vọng là qua tuần nó sẽ thay đổi ha. Nó sẽ thay đổi. Nó sẽ làm cho chúng ta vui hơn. Và nó sẽ tạo đáy. Hy vọng điều đó nó sẽ xảy ra trong tuần tới. Ok, cảm ơn cả nhà. Bye bye cả nhà.